Hot hot hot, Alpha One P ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Tột độ phẫn nộ, sự tức giận là chìa khóa của Haki Bá Vương. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của thầy Sư Cọ Xăm Soi. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Trong đa số những giáo lý Phật giáo, Công giáo hiện nay, tức giận là một trong những thứ tối kỵ nhất. Bởi vì khi ấy lý trí con người sẽ bị che mờ và làm khùng làm điên, không thể kiểm soát. Rất nhiều trường hợp cũng vì một chút nóng nảy mà đi đầu quân cho Juventus hoặc thậm chí là gắn viên kẹo đồng vào người. Tuy nhiên trong thế giới manga thì lại khác. Sự phẫn nộ là một trong những nguồn thúc đẩy sức mạnh lớn nhất. Ta có thể kể đến biến Saiya này, tội độ phẫn nộ Meliodas này. Và với những chi tiết suốt thời gian qua, mình cảm thấy rằng Haki Bá Vương cũng là thành quả của sự tức giận anh em ạ. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Hôm nay mấy anh em cùng đi tìm hiểu nhá. Get go! Điều kiện đánh thức Haki Bá Vương. Khác với hai loại Haki cơ bản bất cứ ai đều có thể học được thông qua luyện tập. Một số người ví dụ như Kobe hay Usopp còn thức tỉnh nó trong những trường hợp nguy cấp. Thì Haki Bá Vương là thứ không thể tập luyện mà có. Nó là loại sức mạnh đặc thù chỉ dành cho những bậc đế vương trên thế giới. Tuy nhiên, có một điểm như thế này anh em ạ. Nếu là người được chọn, sinh ra chắc chắn sẽ có Haki Bá Vương. Nhưng nó lại ngủ yên và không có bất cứ dấu hiệu gì cả. Cho đến một ngày khi mà người ấy trải qua một biến cố gì đấy, nó mới thức tỉnh. Ta có thể kể đến Doflamingo bộc phát bá khí khi cả nhà đang trên giàn treo tử hình. Aesir thức tỉnh khi Luffy gặp nguy hiểm. Còn Luffy thì cũng lần đầu ăn lọc nó trong giây phút ân nhân của cậu gặp đe dọa. Và anh em có thấy điểm chung nào đó không? Đúng rồi, dường như Haki Bá Vương chỉ thức tỉnh khi chủ sở hữu có một sự phẫn nộ nhất định, đặc biệt là phải trong trường hợp lực bất tòng tâm nữa. Riêng một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như Zoro, anh đầu tảo có rơi vào trường hợp bất lực và phẫn nộ đâu, sao vẫn bộc phát Haki Bá Vương? Đáp án là Zoro dừng được nó lâu rồi anh em ạ. Bằng chứng là chiêu Asura đó được anh giấu bài chứ không phải là mới ra ngộ ra. Mình đoán là trong thời gian đấu kiếm với Mihawk, do ăn hành quá nhiều nên đã tức giận và đánh thức nó. Cái kết là chột một mắt. À thì có thức tỉnh Haki Bá Vương thì cũng phải chọn người mà đánh, chứ kẻo này hơi căng. Tóm lại, trong đa số trường hợp để thức tỉnh Haki Bá Vương thì người dùng cần phải bị đẩy đến đường cùng và dùng sự phẫn nộ làm động lực. Giống như ông bà ta có câu, dồn chó đến đường cùng, chó sẽ cắn lại đấy anh em ạ. Nên là có chọc chó thì chọc vừa vừa thôi nha. Uy lực dựa theo sự phẫn nộ. Uy lực khủng khiếp của Haki Bá Vương hẳn mình không cần nói nhiều, anh em cũng đã rõ rồi đúng không nào? Nó không chỉ tạo ra những cơn gió siêu mạnh mà còn tác động đến những người xung quanh. Ai mà yếu yếu là mắt trắng dã ra ngay, giống như đang bị say xe tài xế thắng gấp vậy. Vậy nếu mình hỏi anh em đâu là những lần dùng Haki Bá Vương ấn tượng nhất thì anh em có nêu ra được không? Với mình thì có 4 lần. Thứ nhất là những lần dùng của xanh, như là khi dọa vua biển, khi lên tàu dâu trắng và khi dọa bỏ lục. Đặc biệt càng tức giận, Haki của tộc đỏ càng tỏ ra bá đạo hơn. Giống như khi lên tàu dâu trắng chỉ là để thị uy nên phần lớn những tướng lĩnh như Marco, Zoro đều không sao. Riêng gần đây, do phẫn nộ trước hành động của bỏ lục nên Haki của anh đã đặc biệt mạnh hơn, khiến cho hắn run như một con chim. Anh em biết là loài chim gì không? Chim cút ấy. Mà trình độ đô đốc thì chắc chắn phải hơn Zoro hay Marco rồi đúng không nào? Đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy Haki Bá Vương sẽ mạnh yếu tùy vào độ phẫn nộ. Thứ hai là Big Mom. Khi tấm hình mẹ cà mèo bị đập nát, như trái tim của chàng trai mới lớn bị bạn gái lừa mua iPhone rồi chia tay, bà đã đạt đến tột độ của sự phẫn nộ và tạo ra một uy lực khủng khiếp. Nó bao trùm khắp đảo, khiến Katakuri, Luffy hay các tay to mặt lớn khắp tận thế giới đều không chịu nổi, trong đó có cả Morgan. Mà anh em biết Morgan mạnh thế nào rồi chứ? Một đá hạ CP0, trong khi bọn CP0 toàn thứ dữ. Thứ ba chính là trường hợp của Luffy, trong lần cậu ở Amazon Lily đã bộc phát nó với sự phẫn nộ. Tuy nhiên đó chưa phải là cung cực, nên các nữ chiến binh ở đây vẫn hơn một nửa đều trụ được và chỉ cảm thấy hơi sốc. Cho đến lần ở Marineford, đứng trước cảnh anh trai mình sắp bị mất mạng, cu cậu mới bộc lộ sự tức giận tột cùng. Và Haki Bá Vương bao trùm cả hòn đảo, khiến cho các hải quân cấp cao hay thuyền trưởng hải tặc phải điên đảo. Thậm chí các đô đốc cũng phải đổ mồ hôi. Rõ ràng là uy lực lần này đã vượt trội hơn so với lần trước. Anh em đừng nói là do cậu ăn lóc rồi nên quen thuộc và nó mạnh hơn nhá. Không có đâu. Trước time skip thì lần nào cũng là Luffy dùng trong vô thức mà thôi. Và trường hợp cuối cùng chính là trận chiến giữa Roger và Dâu Trắng. Haki Bá Vương của họ khủng khiếp đến nỗi thổi tan mây của cả một vùng trời. Đến cả Kozuke Oden cũng không thể đến gần. Đây có thể được xem là đẳng cấp cao nhất từng xuất hiện. Nhưng rõ ràng giữa họ đâu có sự thâm thù đại hận gì đâu, chỉ giao lưu văn nghệ thôi mà.
tại sao lại có bá khí khủng khiếp như thế. Đến với phần sau nhé. Cách dùng Haki Bá Vương của những nhân vật lớn. Đối với những người mới unlock và chưa làm chủ được Haki Bá Vương, sự phẫn nộ chính là chìa khóa duy nhất để đưa họ đến với nó. Tuy nhiên, khi đã làm chủ được sức mạnh này thì lại khác. Trong trường hợp của Roger và bố già, họ là những người dẫn đầu thời đại, tức là số lần dùng Haki Bá Vương có khi còn nhiều hơn số lần Luffy đi tù. Và kiểm soát được nó là điều không khó. Vậy cơ chế như thế nào? Bí quyết chính là điều khiển được cơn giận của bản thân đấy anh em ạ. Đâu phải lúc nào cũng cần bị đấm bêu mồm thì mới tức giận được đâu ta. Có thể là tự tạo ra lửa giận trong lòng, phục vụ chiến đấu mà chẳng cần lý do gì cả. Đó chính là cách mà các tay to mặt lớn am hiểu Haki thường dùng. Nghe cứ như Dragon Ball ấy nhở. Những nhân vật trong ấy cũng phải dùng sự tức giận làm gốc để biến thành siêu Saiya. Có điều là Goku và những người bạn phải la hết, còn các hải tặc thì không. Tuy nhiên dù có thể tự do điều khiển Haki Bá Vương bằng cách tự tức giận, nhưng nếu để so với tột cùng của sự phẫn nộ thì nó chắc chắn không bằng anh em ạ. Có thể đây chính là khoảng cách giữa Kaido và Roger hay Dâu Trắng đấy. Bởi vì tứ hoàng bách thú này toàn làm phản diện, dồn kẻ khác đến đường cùng, chưa có bao giờ bị ai chèn ép đâu mà vẫn với trả nộ đúng không nào? À, còn một chi tiết nữa nói đến việc này, chính là khi bất cứ ai nhắc đến Roger và Dâu Trắng đều mô tả họ như một con quỷ, nhưng khi gặp mặt lại thấy vui vẻ chán. Vậy có điều gì uẩn khúc ở đây? Chính là những mô tả ấy luôn đi kèm với nguyên nhân là đồng đội, ước mơ bị sỉ nhục ấy. Và đây cũng là nguyên nhân từng khiến Luffy tức giận đến tột cùng, nên rất có thể cậu sẽ như hai người tiền bối sau này sẽ đạt được ngưỡng Haki Bá Vương cao nhất, tột độ của sự phẫn nộ. Luffy hiện nay đang ở mức nào? Câu hỏi đặt ra là main của chúng ta hiện nay đang ở mức nào? Mình nghĩ là chắc ở dưới cả mức của Kaido nha bạn. Đơn giản là vì Luffy quá vui vẻ và trong sáng nên không tạo ra được sự phẫn nộ lớn trong lòng. Những lần như ở đảo Người Cá hay trước cổng Hoa Đô, để dùng Haki Bá Vương, cậu phải căng cứng cả mặt để ép ra sự phẫn nộ ấy. Cơ mà trông ngầu vãi anh em nhờ. Đó chính là lý do dù thức tỉnh Haki Bá Vương nhưng Luffy vẫn bị Kaido quật cho bơm đầu, đi một sải và chỉ chiến thắng dựa vào phần lớn năng lực trái quỷ. Nhắc đến trái quỷ, mình cũng bắt đầu thấy có sự đối lập giữa hai nguồn sức mạnh của Luffy rồi này. Haki Bá Vương đòi hỏi sự tức giận là nguồn gốc, nhưng năng lực Nika lại càng vui vẻ, càng cười thì càng mạnh. Để cho dễ hiểu, Haki Bá Vương sẽ hoàn hảo cho những thanh niên leo rank liên minh huyền thoại, còn năng lực Nika sẽ cho những nàng hoa hậu cosplay công chúa bong bóng cười trong quán bar. Quay lại với Luffy, vậy phải chăng cậu đang tự bóp chính mình rồi sao? Có thể lắm chứ. Tuy nhiên, anh em nghĩ sao về trường hợp vừa khóc vừa cười ăn 10 cục xít? À, ý mình là vừa vui vẻ, vừa phẫn nộ xen kẽ nhau. Kiểu như vừa dùng năng lực với nụ cười ha ha, một giây sau lại tung đấm Haki Bá Vương đầy phẫn nộ, khiến đối thủ không biết đường đâu mà đoán. Nghe kinh phết đây chứ nhỉ? Cơ mà muốn được như vậy, đòi hỏi Luffy phải kiểm soát cảm xúc của mình một cách khá là điên rồ. Mà điều đó thì trước nay chưa bao giờ là điểm mạnh của thăng thuyền trưởng cả, nên mình có một hướng khác ngầu hơn và cũng khả thi hơn. Đến với phần sau nhá. Bỏ qua năng lực Nika. Trước này mình luôn nghi hoặc rằng liệu năng lực Nika được Joy Boy sử dụng hay nó chính là Joy Boy? Vậy chả phải Luffy sẽ không còn là chính mình và sức mạnh cậu dùng hoàn toàn là của Joy Boy sao? Thế thì không hay lắm anh em nhờ. Nên mình nghĩ đến một trường hợp thế này, vừa đánh dấu một cột mốc mới của Luffy, vừa cho cậu được làm chính cậu mà còn mạnh đấy chứ. Đúng rồi, đó chính là bỏ qua không dùng năng lực trả quỷ nữa anh em ạ. Khi ấy Luffy sẽ không cần chơi bóng cười để mạnh lên, mà chỉ có thể dựa vào Haki của bản thân. Trong những trận chiến căng thẳng với sự trash talk của kẻ thù, cậu có thể đẩy sự phẫn nộ lên đỉnh điểm và đạt ngưỡng như Roger, thậm chí còn hơn nữa. Đặc biệt trong viễn cảnh mà kẻ thù lớn nhất, Dâu Đen, lại là một người mê trái quỷ, thì việc để băng mũ rơm dùng Haki đánh bại chúng mới thực sự là VIP đúng không nào? Thế mới xứng câu chăn chối của Kaido. Năng lực trái quỷ là thứ không cần thiết để thống trị đại dương. Vậy anh em nghĩ như thế nào về giả thuyết bản chất của Haki Bá Vương ngày hôm nay? Liệu trong tương lai Luffy có thực sự bỏ qua năng lực Nika hay không? Comment ý kiến bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ đến ngay với góc bình luận thế nào. Đầu tiên là bạn Nguyễn Phi. Các tứ hoàng đều có Haki Bá Vương, riêng chỉ một mình Bucky là Haki Gió Vương. Cái này người ta gọi là khác biệt tạo nên sức mạnh đấy bạn ạ. Ví dụ như trong một tập thể ai cũng học giỏi văn thì thằng giỏi toán luôn được đề cao nhất. Chờ ngày Bucky đối mặt với Usopp chắc sẽ vui lắm đây. Bạn The Socialite Hater. Chưa bao giờ nghĩ có ngày hải quân bị truy nã. Bác Oda quay gắt thật đấy. Mình cũng không ngờ, nhưng xét theo Phật giáo thì người ta gọi cái này là quả báo đấy anh em ạ. Nghĩ đến hải tặc đi săn hải quân để đổi tiền thưởng thôi là đã thấy thời đại bắt đầu loạn rồi đấy. Và cuối cùng là bạn Đạt Quách. Ước được lên TV một lần. Ok, lên ngay và luôn em ơi.
Và anh em đừng quên để lại comment của mình bên dưới video này để có cơ hội lên TV ở những số tiếp theo nha. Ngoài ra nếu thấy video hôm nay thú vị thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để boost tinh thần cho mình nữa nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Wow wow wow, thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè, vô thôi.